Hello, chào mọi người đến với kênh Cuộc Sống Ra Biển. Các bạn thấy cái chiếc đò kia không các bạn? Đang rồng chiếc ghe đó mà trong khi cái này nước cạn nè mọi người. Đó, nước cạn cạn hiểu luôn, ở đây là cạn ghe nó đó, ghe kia nổi khô luôn các bạn. Đó, còn mấy cái ghe này nè. Nó nằm ở dưới, biết ở dưới lúc ở dưới nước lớn là ghe này nó nổi cái bè nổi cái khẩu lên ngang với cái cảng mà bây giờ nó cạn hiểu à. Đó, đò đang kéo ghe ra các bạn, bùng khói luôn, đó, quá cạn rồi, càng lúc nước càng chảy ra, cái này nước đang chảy ra mọi người, đó, rồi để mình coi thử chảy ra, à, theo món nước này là cái này đang nước đứng rồi các bạn. Đó, các bạn thấy bọt nước đó, nó đang đứng, nó không có chảy ra cũng không chảy vô á. Ở đây là nếu mà ủi không được khoảng cỡ tiếng hơn tiếng nữa là nước nó chảy vô rồi là có thể là ghe đi được. Đó, bây giờ chiếc này đang kéo mà kéo không nổi á. Bây giờ phải có một chiếc sâu nữa, ủi tới nữa. Xẹ bô luôn. Có lẽ là chiếc đò đây hồi nãy chiếc ghe đây nó nằm ở dưới cái bến đó các bạn. Rồi chiếc đò đây kéo chiếc ghe này lên để lấy đá đó, lấy đồ ăn đồ á. Mà tới khúc đây nó bị cạn á, kéo không được. Kéo bê luôn, bây giờ quay luôn, quay đầu luôn. Bữa nay là nghỉ 2 tháng 9 cho nên là cũng ít cho người làm, ở trên hụi thì không có làm. Nhưng mà ở dưới cảng thì vẫn lấy đá bình thường nha các bạn. Chỉ có cảng lấy đá là dầu thôi chứ trên hụi thì không có làm cho nên mình không qua trên hụi. Đó, bây giờ ghe đây chuyển hướng kéo đi vô thử nên vô được không. Do nó cạn cho nên là không có dám chiếc ghe không có dám vô số đường tới các bạn. Tới sợ nó cạn cánh quạt ở dưới nó bị đắt bùng là nguy hiểm lắm. Dễ bị eo cánh quạt. Rồi. Nó quay được nhưng mà nó đi không được là đó là do nó bị mắc cạn cái bánh ú các bạn. Bây giờ bánh ú là cái điểm tiếp đất của nó là gọi là thấp nhất á, nằm ở dưới miếng ở dưới á, cho nên là nó cạn ở bánh ú chứ không bánh lái á. Ồ, chiếc đò chạy cũng khói luôn, vẫn không đi. Đây phải chờ nước lớn đó các bạn, nếu mà không đi là phải chờ nước lớn nào khoảng cỡ nếu mình đổ con nước này nó khoảng cỡ 2 tiếng nữa mà ghe nó mới nổi lên được. Thường là nước một con nước của nó là khoảng cỡ nếu mà ngày đêm mà nó bốn con nước á là hai ra hai vô á là cứ 5 hoặc 6 tiếng, 5 tiếng á là nó đầy hoặc là nó cạn lần. Còn nếu hai con nước thì nó hơi lâu xíu, nó chạy chậm. Còn nếu mà nó bốn con nước á là nó sẽ chảy lẹ hơn, tốc độ nó lẹ hơn, với tùy theo mùa đó các bạn, tùy theo đầu tháng dưa giữa tháng á rằm đồ á là nó chảy lẹ. Còn xử là tới mùng 7, mùng 8 rồi tới 23, 24 là lúc đó nó chảy chậm hơn. Còn ngày rằm hoặc là mùng 1 rồi đó, đó là mấy ngày đó là nước chảy xiết lắm. Bữa nay là đi thử ghe mình coi thử ghe, bữa nay là ngày âm của mình là giống mùng 4 á, sao là nước nó cũng chảy mạnh này, mà cái này giống nó đang đứng này, nó chảy vô yếu này đó, đang mé mé đang chảy vô này yếu này. Rồi bó tay rồi, chiếc đò này bó tay rồi. Rồi lại quay tiếp, quay đò tiếp.
Ở chỗ mình đây mấy chiếc đò, đò chở đò cá, đò, đò kéo rồi nó cũng bự lắm nha các bạn. Mấy chiếc đò đây sửa làm chiếc ghe, những chiếc ghe cầu nhỏ là được luôn á, cầu ngày được luôn á. Đó, như chẳng hạn như cái chiếc này này, chiếc này chở nước này. À, chiếc đó là chuyên gia là đi tải nước cho những ghe nào cần á, người ta đi bán nước á. Bán nước là bán nước uống nha các bạn, đừng, các bạn đừng có nghĩ là bán nước tầm bậy nha. Ngày xưa chỗ mình đò nhiều lắm các bạn. Đò chở cá, chở giả đồ nhiều lắm, nhưng mà bây giờ là đa số là ghe người ta cập cảng, người ta bán cá là phần lớn, cho nên là những chiếc đò bây giờ gọi là ít có đất sống các bạn. Còn chiếc đò kia là chiếc đò kéo ghe của bến. Ổ quậy luôn. Mình khói luôn, trời coi anh chưa, một chân là đạp lái, trời coi. Ung lên luôn, chắc xa quá sợ mọi người không thấy, đó quay ghe luôn. Do máy mình zoom không được á, cho nên là các bạn thông cảm nha, nhìn xa xa xíu nha. Ồ, ung khói luôn. Đó, đi rồi các bạn. Đó, cái đó là một cái kỹ thuật để người ta kéo ghe nha các bạn. Nếu mà kéo tới hoài mà không được là người ta sẽ kéo lĩa qua lĩa lại cho cái nắp ở dưới nó có thể là nó xịt được, nó đi, nó rướng được, nó đi. Đó, vậy lại mắc cạn lại nữa rồi. Hồi chứ sau ủi tới. Như cạn là ở trong sông đồ đây như vậy á, trong cạn rồi như vậy là nó rất là bình thường, không sao ấy. Các bạn sẽ xử là cạn ghe bỏ đó ngủ luôn, dắt luôn rồi dậy trôi ra cũng được. Nhưng mà ở ngoài cửa, ngoài biển xử ra ngoài cửa mà nó cạn như vậy là nguy hiểm đó các bạn. Chìm ghe liền, là sóng đồ nó bổ á, là nó xịt vô cồn là nằm luôn lên đó là chìm luôn. Nhiều lúc nó bổ là đến nỗi là rớt dán ra ngoài luôn các bạn, mê đồ ấp khẩu sỏ đồ ghe đồ bể luôn á. Đó là chuyện thường á. Những năm gần đây là ghe chạy ra đường cầu bên kia cho nên nó đỡ hơn, ghe cào nó nặng cạn lắm. Còn chỉ ghe lưới, ghe cào nhỏ là nó chạy đường ngoài cửa thôi đó, người ta chạy đường ngoài cửa cho nó nhẹ cạn thôi. Chứ ghe cào đây cái quạt bự bánh ú sâu cho nên là không thể nào chạy đường cửa đây được. Đường cửa đây nó cạn lắm, cho nên là bắt buộc phải chạy có mắc 6 tiếng đồng hồ qua bên Vũng Tàu á, cũng phải chạy thôi cho nó an toàn. Như hôm trước mà chìm ghe biết là liên quan tới việc mà đi ra cửa này, trời ung khói luôn. Chỉ phải nhờ chị đò kia hai máy kia ra cái phụ quá. Đó, các bạn cứ yên tâm tiền dầu đi, đò đây là không sợ. Bởi vì là khi mà kéo ra được rồi là chủ ghe ở đây là rất là thợ lưỡi các bạn. Xách xuống cho một canh dầu là ok luôn. Đối với ghe lấy cỡ 30-40-50 ngàn lít dầu thì một canh dầu thì ghe không có tiếc đâu. Thường là chủ ghe thợ lưỡi mấy cái việc này lắm. Cho nên đò cứ rút ra ruột mà chạy. Miễn sao ghe ra an toàn là được rồi. Rồi anh lại lĩa ghe lại tiếp, lĩa cái mũi lại à. Đây phải xài một cái chiếc ghe dây, coi như ghe dây như vậy là nhẹ cạn này. Ghe dây nó nhẹ cạn hơn ghe giả nó nặng hơn à. Chiếc ghe dây tới là cột dây cho chắc vô là bắt đầu là để rướng tới cái là đi nổi. Chứ chiếc đò đây sợ cho dù nó có mạnh cỡ nào mạnh nhưng mà kéo cồn như vậy hơi khó. Ở kia các bạn thấy không, có chiếc ghe nó bị chìm, chiếc đò bị chìm các bạn, người ta bỏ luôn á. Người ta để mấy ông gạch lại cho nó cho nó có chừng người ta khó ủi vô á. Nước lớn này nó lấp nhưng mà nó cạn nó hở ra các bạn. Đó là xịt qua được xíu nữa rồi. Lĩa qua lĩa lại hoài cũng được à.
mình đang đứng ở đây cái ghe này mình đang quay luôn. Đây là ghe giá tôm. Đây ghe giá tôm này mọi người. À, ghe này đi khoảng cỡ mười mấy hai chục ngày đã. Ghe cũng to này. Rồi xây cái ghe vòng tròn luôn. Xây vòng tròn luôn. Cạn bánh ú các bạn. Cho nên mũi kéo quay cái đầu nó quay hết á. Nhưng mà do bánh ú nặng quá, nặng cạn quá. Không được rồi, không được rồi. Chứ sau đã ung khói lên rồi. Ồ, chứ trước là mù trời luôn. Như mình đánh giá tình hình này là chắc phải chừa nước lớn rồi các bạn. Bởi vì nó quá cạn rồi, nó nằm lên ngay cái cồn mà. Nhưng mà thật ra ở chỗ đây nó cũng sâu quá mọi người, chứ không phải là nó cạn đâu mà do nước này nó quá cạn á. Chứ đúng ra chạy băng ngang xuống chỗ đây là nó bình thường mà. Nó cạn nhất là ở phía ngoài kia rồi các bạn. Cách cách cái ghe đâu khoảng 5-60 mét ngoài kia nữa cả. Nó mới nằm trên cái cồn cồn cạn rồi. Còn chỗ đây nó cũng quay luôn, quay vòng tròn luôn mọi người. Quay vòng tròn luôn. Tình hình này là khó ra rồi. Yên tâm đi, dầu chập nước một canh không đủ thì hai canh. Cảm giác được là cái ghe càng lúc nó càng chạy tới mình thêm xíu rồi. Đó, nó càng thêm xíu rồi các bạn. Đó, cứ quay vòng tròn lại là nó càng à. Qua khoảng chỗ đó là khoảng cỡ 10 mét là lọt à các bạn. Cỡ 10 mét nữa thôi. À, ngay chỗ này là chỗ có lạch sâu lắm. Đó, cái lạch, đúng cái lạch của nó là ngay chỗ chiếc ghe đang chạy qua kia, chiếc ghe nhỏ nhỏ gì à. Đó, chiếc ghe nhỏ nhỏ đó, rồi ta chạy tới chỗ chiếc ghe đó, chuẩn bị rồi quay đầu vô chỗ đây. Nó đi theo thành chữ Z đó các bạn. Còn ở chỗ đây là, nói chung là nó cũng gọi là cồn, nhưng mà cồn nó cũng không lấy bao nhiêu, do nó cạn á. Nhưng mà lạch đúng chính xác của nó là đó, như chiếc ghe đó rồi bắt đầu từ đó chạy qua đây. Luôn. Anh kia là chỉ gọi là phụ trợ thôi. Rồi anh kia chắc là nản lòng rồi đi rồi. Đầu kia nản lòng đi rồi, chỉ có chờ đò đây thôi. Nản lòng ca sĩ rồi.